sáu đại kỵ trong đặt bàn ăn làm nhà nên tránh gia chủ nên tránh đặt bàn ăn ở những vị trí này nếu muốn phong thủy nhà bếp mang đến tài vận bàn ăn là một vật dụng rất quen thuộc của mọi gia đình mỗi ngày mệt mỏi các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên bàn ăn do đó vị trí đặt bàn ăn trong gia đình sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu không khí cũng như tài vận của cả gia đình vậy đặt bàn trong nhà theo vị trí nào cho hợp phong thủy sáu điều cấm kỵ khi đặt bàn ăn trong nhà bếp bàn ăn được đặt đối diện với bếp nấu nhiệt độ và khói từ bếp lò tỏa ra sẽ không tốt cho sức khỏe và các thành viên trong gia đình nhiệt độ ở lò bếp cao sẽ khiến cho mọi người trong nhà khó chịu bức bối dễ cáu giận vô cớ do đó gia chủ nên tránh đặt bàn ăn ở vị trí này nếu muốn phong thủy nhà bếp mang đến tài vận bàn ăn đối diện với nhà vệ sinh nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều khí uế trong phong thủy phòng vệ sinh mang đến điểm gở cho gia chủ mặt khác phòng vệ sinh là nơi có nhiều vi khuẩn nếu đặt bàn ăn tại đây sẽ gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong nhà, và làm cho bữa cơm trở nên nhạt nhẽo. Bàn ăn đặt dưới xà nhà. Ngoài phòng vệ sinh, thì xà nhà cũng mang phong thủy không tốt. Đặt bàn ăn dưới xà nhà, sẽ tạo cảm giác bị đè nén. Không thoải mái, người ngồi ăn, sẽ có cảm giác bất an như có đau sắc trên đầu. Lỗi phong thủy này, sẽ làm cho gia đình bất an, gia khí bất hòa. Bàn ăn đặt đối diện với cửa chính. Đặt bàn ăn đối diện với cửa chính làm cản trở vượng khí đi vào nhà bởi đây là nơi hút nguồn năng lượng chính cho ngôi nhà ngoài ra khi đặt bàn ăn tại vị trí này sẽ gặp phải sự dòm ngó của phía ngoài mất đi sự riêng tư ấm cúng của cả gia đình số ghế đặt ở bàn ăn là số lẻ không khí gia đình cần có sự ấm cúng và quây quần thông thường thì cái gì có đôi có cặp sẽ tốt hơn là một mình do đó số ghế trên bàn ăn nên chọn số chẵn sẽ mang đến nhiều sự tốt lành cho gia đình tình cảm của các thành viên cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều bàn ăn đặt đối diện nơi thờ Phật. Tượng Phật là vật phẩm phong thủy thiêng liêng. Phật là đấng tối cao, không đụng đến những điều tầm thường ở nhân gian, nếu đặt bàn ăn, tại đây, dầu mỡ, gia vị, sẽ vấy bẩn, mạo phạm đến thần thánh, do Phật ăn chay, không, mang đến thịt cá. Sao bài viết chỉ mang tính tham khảo? Bạn yêu quý, hãy để lại một dòng bình luận dưới đây, để chúng tôi biết ý kiến của bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại